Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga, cảnh sát Nga đã đưa nhiều lãnh đạo quan chức nhiều nước vào danh sách truy nã vì tội phá hủy các di tích tượng đài thời Liên Xô. Trong số này có cả Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, Bộ trưởng Văn hóa Litva và các cựu nghị sĩ của Quốc hội Latvia. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bà Kallas bị truy nã vì xúc phạm ký ức lịch sử. Theo cơ quan thông tấn nhà nước Nga TASS, quan chức các nước vùng Baltic nói trên bị cáo buộc phá hủy các tượng đài tưởng niệm Hồng quân Liên Xô. Hành vi có thể bị phạt tù 5 năm theo Bộ luật hình sự Nga. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Estonia, Latvia và Litva đã phá hủy hầu hết các di tích thời Liên Xô ở các nước này, bao gồm cả những tượng đài tưởng niệm những người lính Liên Xô hy sinh trong Thế chiến thứ hai. Năm 2022, bà Kallas đã tuyên bố chính quyền Estonia sẽ dỡ bỏ 200 đến 400 di tích. Một tượng đài xe tăng Liên Xô ở thị trấn Litva có đa số người nói tiếng Nga đã bị dỡ bỏ hồi tháng 8 năm 2022.